hiện nay chúng ta sống trong hoàn cảnh này có lợi ích đối với người tu hành chân chánh khiến quý vị giác ngộ thế gian này có thể xa lìa nên xa lìa nhưng phật pháp không phải tiêu cực phật pháp là tích cực cổ nhân dạy rằng một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông một ngày chính là nói tôi có sinh mạng này một ngày thì tôi phải tận chức và chịu trách nhiệm ngày này tận chức gì chịu trách nhiệm gì Hộ trì chánh pháp cựu trướng Giúp chúng sanh có duyên Làm hai việc này Dùng phương pháp gì Tự mình đọc kinh Dạy học đức thế tùng biểu diễn cho chúng ta khi ngài còn tại thì các cảnh giới ngài cũng đã trải qua khổ hơn nhiều so với chúng ta hiện nay hoàn cảnh của chúng ta hiện nay so với ngài cuộc sống của chúng ta là thiên đường Nên biết Đức Phật tại thế Mỗi ngày ngày đều không có nơi ở nhất định Đêm ngủ dưới gốc cây Chính Thế Tôn quy định Chỉ ở được một đêm dưới gốc cây Không được ở hai đêm Ngày thứ hai phải đến ở dưới gốc cây khác Vì sao? Sợ chúng ta khởi tham luyến gốc cây này Cây này to nhiều bóng mát Ngồi ở đây rất dễ chịu Ngày mai lại đến đây, tâm tham liền khởi lên. Nên giới luật này, Đức Phật đã chế định như thế. Khiến chúng ta thay đổi chỗ mới hàng ngày, không nên ở chỗ cũ. Khiến chúng ta không có chút tham luyến nào đối với thế gian này, không có chút dướng mắt nào. Ngày nay chúng ta không làm được Vì sao công phu chưa đủ Thể lực chưa đủ Người ta ngày ngày dưới gốc cây Không sợ gió thổi nắng đốt mưa tuôn Ngài không sợ Gọi là thân kim cang bớt hoại Thân thể tốt nếu chúng ta ngủ một đêm bên ngoài ngày thứ hai phải đến bệnh viện đây là tìm phiền phức nhưng đức phật thị hiện cho chúng ta thấy tinh thần này chúng ta mãi mãi ghi nhớ thường nghĩ đến Cảm ơn Đức Phật Giảng Kinh Thuyết Pháp Chưa từng nghỉ một ngày Ngài là triệt ngộ Từng câu từng chữ đều lưu xuất từ tự tánh Nên Ngài cũng không cần chuẩn bị Ngài cũng không giảng nghĩa Đến Đại Cương cũng không cần Suốt 49 năm như vậy Quả thật không dễ